Chồng Zanara và mối quan hệ thực sự ít ai ngờ với bố mẹ vợ. Zanara và người chồng kém 6 tuổi đã tổ chức hôn lễ chiều ngày 26 tháng 6 giờ địa phương. Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Sejogu, Seoul. Vì ông xã không phải người nổi tiếng, Zanara dự kiến thông tin về đám cưới. Cô mời một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. Khán giả chỉ được nhìn hình ảnh lễ cưới thông qua ảnh kỷ niệm do khách mời chụp. Các nghệ sĩ như Lee Sang-jun, Jung Hong-hwa, Lee Soo-yeon, Lee Chung-a dự hôn lễ. Vì hôn lễ diễn ra kín đáo và riêng tư nên Zanara không để lộ bất cứ thông tin nào liên quan tới địa điểm chi tiết tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, một vài khách mời tại hôn lễ đã chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi được chụp lại. Khách mời cũng tôn trọng cô dâu nên không chụp cận cảnh gương mặt chú rể. Nam diễn viên Jung Tae-woo chia sẻ ảnh cưới của Zanara và úp mở, giá như tôi có thể tiết lộ khuôn mặt điển trai này với mọi người. Trước đó, khi gửi thiệp cưới, Zanara dặn khách mời không công khai thông tin hình ảnh hay video về chồng. Trong loạt ảnh chất lượng thấp rò rỉ trên mạng xã hội, Zanara vẫn đẹp lộng lẫy, rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng. Cô dâu 41 tuổi được khen xinh đẹp trẻ trung, xứng đôi với chồng trẻ. Theo Nielsen đưa tin, ông xã của Zanara là một quay phim, cặp đôi gặp gỡ trên phim trường VIP và hẹn hò 2 năm trước khi đi đến hôn nhân. Khi bắt đầu hôn lễ, Zanara đã phát biểu bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn những khách mời đến dự hôn lễ của cô. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến dự đám cưới. Cảm ơn rất nhiều vì đã chúc phúc cho tôi bằng sự quan tâm và yêu thương của các bạn. Tôi sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc với tư cách là một người vợ đảm đang và là một diễn viên chân thành trong công việc để đền đáp sự ủng hộ, giúp đỡ và tình yêu của các bạn. Cha của mỹ nhân không tuổi dành nhiều lời khen cho con rể. Cậu ấy có nhân cách đẹp và đối xử tốt với cha mẹ mình. Cha mẹ cậu ấy cũng rất tốt, gia cảnh họ bình thường nhưng họ đều là những người tử tế và tuyệt vời. Anh ấy có nhân cách tốt và có hiếu với cha mẹ. Vì anh ấy không phải người nổi tiếng nên tôi cố gắng giữ hôn lễ càng yên tĩnh càng tốt. Nữ ca sĩ kim diễn viên nổi tiếng xứ Hàn cho biết thêm. Do vậy, hình ảnh về hôn lễ của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn không được chia sẻ với truyền thông. Zanara sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô ra mắt lần đầu tiên với tư cách là ca sĩ nhưng lại thành công vượt bậc trong lĩnh vực diễn xuất. Nữ diễn viên 41 tuổi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cha cô là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Còn mẹ từng học tập và làm việc tại Học viện Nghệ thuật Hàn Quốc. Ngay từ nhỏ, Zanara đã nổi bật so với bạn bè nhờ ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Cô cũng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được mời tham gia nhiều chương trình quảng cáo trên truyền hình. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô gồm Cô gái thông minh, Vẻ đẹp, Trẻ thơ, Định mệnh anh yêu em, Hoàng hậu cuối cùng. Dù đã bước sang tuổi 41, nhưng nữ diễn viên Zanara vẫn sở hữu dung mạo trẻ trung tới khó tin. Cô được gọi là mỹ nhân không tuổi hay mỹ nhân lão hóa ngược của làng giải trí xứ Hàn. Nữ diễn viên xứ Hàn từng có thời gian hoạt động nghệ thuật khá thành công tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những năm gần đây, người đẹp 41 tuổi hoạt động chủ yếu tại quê nhà. Các bộ phim mà Zanara góp mặt đều được đánh giá cao về chất lượng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô từng dính tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp, nhưng nữ diễn viên chưa bao giờ xác nhận các mối quan hệ này. Các nghệ sĩ từng dính tin đồn tình cảm với Zanara gồm Park Bo Gum, Tô Hữu Bằng. Zanara vốn kín tiếng về chuyện tình cảm nên quyết định kết hôn của cô khiến nhiều người bất ngờ. Quãng thời gian họ hẹn gần 2 năm của cô và chồng mới cưới không được nhiều người biết. Zanara cũng khẳng định dù kết hôn nhưng cô không có ý định giải nghệ.